Chào mừng các bạn trở lại với kênh Football F Tây Ban Nha, nơi cung cấp những thông tin thú vị về tất cả những gì liên quan tới bóng đá Tây Ban Nha. Chỉ trong chưa đầy 8 tháng qua, các cổ động viên đã chứng kiến những cuộc chia tay đồng loạt của hai bộ ba từng khuynh đảo La Liga và cả châu Âu. Đó là mũi đinh ba BBC của Real Madrid, gồm Cristiano Ronaldo, Gareth Bale cùng Karim Benzema. Nhóm tam tấu còn lại là MSN, với Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Màn giã từ của 6 tên tuổi lừng danh này bắt đầu vào cuối năm ngoái. Ngày 14 tháng 11 năm 2022, cuộc phỏng vấn độc quyền giữa Ronaldo và nhà báo Piers Morgan lên sóng và lập tức trở thành một quả bom nổ giữa sân Old Trafford. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã lên tiếng công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU, đồng thời nói rằng anh bị huấn luyện viên Erik ten Hag coi thường và phản bội. MU tất nhiên là không thích thú gì với trò vạch áo cho người xem lưng của CR7. Vì thế, hai bên đã đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vào ngày 22 tháng 11, khi Ronaldo đang cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup ở Qatar. Và cũng chỉ sau đó hơn một tháng, ngày 30 tháng 12 năm 2022, câu lạc bộ Anas thông báo họ đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Ronaldo theo bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2025, kèm mức lương kỷ lục thế giới 200 triệu euro một năm. Vậy là chữ C của bộ ba BBC lừng danh ngày nào của Real Madrid đã chia tay bóng đá châu Âu. Trước đó, một chữ B là Gareth Bale cũng đã sang Mỹ để khoác áo Los Angeles FC. Trong lễ ra mắt đội bóng của giải nhà nghề Mỹ hồi tháng 7 năm 2022, cầu thủ xứ Wales từng tuyên bố, "Tôi vẫn còn nhiều năm tháng phía trước, tôi không tới Los Angeles chỉ để ở đây 6 tháng hay 1 năm, và sẽ cố gắng thi đấu lâu nhất có thể, để có cơ hội dự kỳ Euro tiếp theo." Nhưng rốt cuộc, Bale đã không giữ được lời hứa. Anh chỉ gắn bó với Los Angeles FC được 6 tháng, giúp đội bóng Mỹ giành được một danh hiệu là MLS Cup. Và sau World Cup 2022, Bale tuyên bố treo giày vào tháng 1 năm 2023. Chia tay bóng đá, anh vẫn sẽ tiếp tục dạo bước trên thảm cỏ, nhưng là với niềm đam mê lớn thứ hai của đời mình là golf. Và giờ có lẽ Bale cũng có thể thoải mái dành thời gian cho những cú swing mà không cần quan tâm đến những lời đàm tiếu. Thành viên cuối cùng của BBC là Karim Benzema cũng rời lục địa già vào mùa hè năm nay. Dù đã giành được tất cả các danh hiệu và trở thành một tượng đài tại sân Bernabeu, tiền đạo người Pháp vẫn dứt áo chia tay Real Madrid để sang Ả Rập Xê Út hội ngộ cùng Ronaldo. Chỉ khác với người đồng đội cũ, điểm đến của Benzema là Al-Ittihad, nơi anh được trả 100 triệu euro tiền lương mỗi năm, chưa kể 20 triệu euro nữa cho vai trò đại sứ. Tổng cộng, Benzema bỏ túi 120 triệu euro mỗi năm tại Ả Rập Xê Út, gấp gần 10 lần mức lương cũ tại Real Madrid. Vậy là bộ ba BBC từng cùng nhau ghi tới 101 bàn thắng cho Real Madrid ở mùa giải 2014-2015, đều đã cùng nhau xách vali rời châu Âu. Nhưng đối thủ của họ một thời, tam tấu MSN, giờ cũng không còn gắn bó với lục địa già. Trong đó, mảnh ghép đầu tiên chia tay chính là Luis Suarez. Chân sút người Uruguay thực ra đã chia tay Atletico Madrid để trở về quê nhà khoác áo Nacional vào cuối tháng 6 năm 2022. Cũng chỉ sau 6 tháng, Suarez lại khăn gói sang Brazil để thi đấu dưới màu áo của Grêmio, nơi anh được chào đón bởi hàng vạn khán giả trong buổi lễ ra mắt. Và tại xứ sở Samba, cựu tiền đạo Barca vẫn đang thể hiện một phong độ và hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng, với 16 pha lập công sau 32 trận đấu. Cái tên tiếp theo thì đã liên tục được nhắc tới những ngày qua. Đó là Lionel Messi, người đang thực sự thay đổi lịch sử của Inter Miami và cả giải nhà nghề Mỹ, dù mới có mặt tại đây được hơn một tháng. Ngôi sao người Argentina đã trở thành một quả bom truyền thông khi biến Miami thành trung tâm mới của bóng đá thế giới. Nhưng điều kỳ diệu thực sự phải diễn ra trên sân. Với 10 bàn thắng chỉ sau 7 trận đấu, Leo đã gần như một mình đưa Inter Miami tới chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Đó là chức vô địch CONCACAF League Cup 2023. Messi cùng các đồng đội cũng đang hướng đến danh hiệu tiếp theo, khi vừa đánh bại Cincinnati để lọt vào trận chung kết của Cúp Mỹ mở rộng. Và với đẳng cấp quá vượt trội so với phần còn lại, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu anh tiếp tục xác lập những kỷ lục mới trên đất Mỹ. Mảnh ghép cuối cùng của MSN cũng là cái tên trẻ nhất của hai bộ ba khét tiếng này, chính là Neymar. Mùa trước, ngôi sao người Brazil vẫn còn sát cánh cùng Messi ở Paris Saint-Germain. Nhưng sự ra đi của Leo cùng những mâu thuẫn với ban lãnh đạo PSG đã khiến cựu tiền đạo của Barca quyết định chia tay đội bóng nước Pháp. Nhưng điểm đến của anh, đáng ngạc nhiên lại không phải là giải MLS, nơi Messi đang thi đấu.
Thay vào đó, Neymar đã lựa chọn đến Ả Rập Xê Út để khoác áo Al Hilal. Giờ thì anh sẽ trở thành đối thủ của Ronaldo và Benzema tại giải đấu của đất nước Trung Đông. Và không hiểu Messi sẽ nghĩ gì khi người đàn em một thời ở Barca nói rằng sở dĩ anh chọn Ả Rập Xê Út là vì ở đó có Ronaldo.